nhờ ủy ban nhân dân thành phố Hà Phường, còn đây chỉ là khu chung cư thôi nhá. Khách sạn 5 sao 3.000 tệ 1 mét vuông. Ở đây là vào 3.000 tệ 1 mét vuông thôi, cũng không đắt. Tức là quy ra tiền Việt. Vào 3.000 nhân dân tệ 1 mét vuông vào khoảng hơn 10 triệu. À. Có khoảng 10 triệu 1 mét vuông. Mua được không? Mua một căn hộ tặng cho người yêu đi. Mua được, anh cứ có tiền sang đây mua được. Mua được. Thật mà, có tiền là sang mua được. Người yêu cho có chân dài lắm. Ừ, chân dài lắm ạ. Ừ, chân dài đến lết lục lết đến trời. Như bác Tài ăn uống xong rồi như này nhá. Bác Tài bảo là chân dài Trung Quốc rất là dài, chân dài đến lách nhưng mà lông lách thì dài dài đến chân. Phải con gì? Đấy là con vô vô, con không bảo vô, con vô vô. Thì đang đèn đỏ. Chưa đèn đỏ đèn xiên. Để đi rồi. Đèn đỏ rồi, rất là lâu. Nè, giới thiệu bên phải là thu phí. Còn bên bên phải mình sẽ đi là thành phố Nam Ninh là đi qua đây. À. Rồi mình nếu mà đi thành phố Nam Ninh sẽ đi rẽ tay phải đường này. Giảm thu phí là người chân dài á, bán vé á. Ở đây ấy, nếu mà ai mà không xinh, không đẹp, cười không duyên mà không có vãng chuẩn người xinh ấy, không được, không được có ngồi bán vé ở các quầy hàng của nhà nước quy định không? À. Vâng, phải là xinh đấy, cười còn phải đúng chỉ được khoảng 8 cái răng thôi. À. Còn không phải là phải 18 đến 25 tuổi. Không phải nhẹ hết cả hàm à? Không phải nhẹ hết hàm thôi. Cái tân được. Bịt mặt như là nhân pha như bên mình đâu, không có. Cái tân dần được á. Cái tân dần được. Thế này là đang đi vào trong thành phố Bằng Tường rồi phải không ạ? Vâng, đây là mình à. Đoàn mình đây đang là đi vào trong thành phố Bằng Tường. Bên tay trái của đoàn đây là khách sạn 5 sao. Chưa xây xong ạ. Đây là khách sạn 5 sao. Còn bên tay phải đoàn mình đây là ủy ban nhân dân thành phố Bằng Tường, bên tay phải đây ạ. Đây là có hình chữ Sơn. Đây là cái nhà trắng trắng lúc đấy em chỉ đấy. Đây là bên này hình chữ Sơn, thế dựa vào núi. À. Vẫn chỗ Giang Sán thì chẳng có chia sẻ. Chứ sư là núi, chứ có sán chữ, thì chẳng vẫn chỗ Giang Sán. Sán chữ. Dựa vào núi đấy. Dựa vào núi, thế dựa vào núi. À, bây giờ là đoàn mình đi ăn cơm trước, chuẩn bị vào đến nhà hàng rồi. Lúc đấy em giới thiệu là nhà hàng gì các anh còn nhớ không? Quyên. Ờ, ngon thì là quyên, còn không ngon thì là quyên. Mà tí nữa nhá, em nói nhá, ăn ngon lên thì tay phải vỗ vào tay trái. Nếu mà không ngon thì vỗ vào đùi, như mình vỗ vào đùi người bên cạnh. Ôi chả làm gì nữa rồi. Chứ được là đi chợ là gây về không lạc đường, lạc đường là khỏi. Có quên giả là quên ở nào. Là hỏi người trước, người còn tương tất biết tiếng Việt. Cái này là xe máy điện đó, không phải xe máy điện. Việt Nam hôm nay là xe máy và xe đạp điện đúng bị bắt đấy anh ạ. Đúng bị đồn, đúng bị đồn. Mô thư là thầm phải giao nó cái dung mạo. Dung mạo á? Mạo chỉ ạ? À, mạo, mạo. Mạo chỉ ạ? Mạo chỉ. Mạo là lung rồi. À, mạo. Mạo chỉ. Mạo chỉ. An chiến mạo. Bảo chiến mạo chỉ. Bảo chiến mạo. Bảo chiến mạo. Cái này á? Ồ, nước cao điện kiện. Trung của thuyền lên nước lên. Trung của Hồng Mu ở đây cũng có cả Hồng Mu cả Hồng đồ gỗ đấy. Đấy có mà. Đây Trung của có rất nhiều. Nhìn được xa. Vừa đây qua cái dãy đây là đồ gỗ đúng không? Đúng rồi. Có một cái dãy ở hồi xưa mình. Biết xe xe tài xe không xe nào không? Đúng chưa Lani? Xe số là xe gì không? Hả? Xe số này xe biết xe gì không? À xe dân sự là biển xanh đúng không? À, biển xanh phải dàn nước cùng biển xanh là những nhau. Ô. Là có chữ đỏ là của bên phòng. Là chữ đỏ là của bên phòng. Cảnh sát. Thế nhưng mà biển xanh này là của dân sự hả anh? Hay của nhà nước? Nhà nước cùng giống nhau. Nhà nước ở đây chỉ có riêng quân đội là biển đỏ thôi, còn đông nhà nước với lại dân sự giống nhau hết. À giống nhau, à cùng biển xanh. Không có gì mà là biển xanh thì xe của nhà nước không. À lẫn luôn. Biết là tại sao không? Ở Việt Nam nó phân biệt đâu. Cái là phân biệt là biết là giảm nước xe giảm nước. Đi đầu cấp
cứ bay đi, bây giờ cứ bay đi, không trên đèn đỏ có không không đó phải không? Đấy, có nghĩa là anh ấy bảo là cái người xe Việt Nam mình là đi đâu là muốn là biển xanh thì lúc nào cũng cày cày là xanh. Nhưng bên này người ta không quy định như thế, công phạt luôn đó. Cây bên đường này là cây gì? Cây bên đường này gọi là cây kéo hoặc là cây xoài, nhưng người ta đấy cho không có quả anh ạ. À, người ta làm có quả chết rồi. Có quả là quả rất bé. Để cho nó nuôi lá, nuôi lá. Bánh chi la. Đấy, bây giờ là bọn mình đã vào trong thành phố Bằng Tường rồi đấy, chuẩn bị vào đến nhà hàng quên. Đoàn mình như này, đoàn mình vào sẽ thì có ăn rồi, em đặt ăn hết rồi anh ạ. Rồi. Nhưng mà đồ uống thì không có đồ uống. Các anh uống bia thì phải tự bỏ tiền ra uống bia. Rồi. Thế thôi. Không say không về, thôi nè. Chứ có đồ uống thoải mái không? Các anh uống. Nói chung là... uống ít thôi. Tùy các anh uống được đến đâu thì uống. Còn ở đây thì ở đâu cũng thế thôi, đều có cái... quy định của pháp luật, nếu mà say xỉn mà có những hành vi như nào đấy thì xử lý. Đấy, không thì... say không về. Đúng quá, rồi. Đâu có được. Khách sạn xe ngoài ở bên này ngủ nè. Khách sạn rồi, xe ngoài. Bên tay phải này này, cái nhà cao trắng trắng này, bên tay phải đoàn mình này này. Xì cung, chỉ trên. Bên tay phải này là khách sạn là Sài Gòn. Sài Gòn Hotel đây. Sài Gòn Hotel đấy. Ngủ này không? Ngủ này một đêm được á. Chân dài nhiều lắm. Nhiều chân dài chứ. Chứ gì kia anh? Y gì? Y bài ba mà. 180 吧? 是你是导游团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 导
22 vạn đến 25 vạn. Hơn tỷ Thiên Minh thôi. 25-20 vạn vào khoảng 700 triệu đi, 720 đi. Đấy. Còn 5 vạn nữa. Đấy. Nó khoảng 700-800 triệu thôi. 898 khoảng 800 thôi. Cái xe này hả? Ừ. Cái xe ở Trung Quốc nó là xe này là xe của chú. Nó là xe của chú. Có chữ. Là người 40 tuổi trở lên là lái cái xe này là xe của chú. Xe có chủ. Có chú. Chú. Ừ, chú là chú. À có chú. Xe này. À trung tuổi. Không lái xe này. Anh để bên cạnh đi cho em ấy. Trung tuổi. Có cái lò. Với em xô là. Đến nhà hàng rồi. Được ăn rồi, được chăn rồi. Gì cái tung lưng cái lo đăng cái lo bác ấy bảo là chỉ có cái lỗ bác ấy nói có cái lỗ tức là cái này chị viết dịch ông dịch để tôi dịch nói là có cái lỗ là nói cái gì đục cái lỗ là có cái gió có cái lỗ tức là phải nói là gì cái tung hiểu cái tung chưa tức là ý là có cái xe có cái biển số thế kia là xe là kiểu xe ôm hay xe gì xe máy đấy đấy là xe máy cái này xe máy điện xe máy ở đây nó đều có cái biển số cả phía trước và phía sau xe máy rồi đang có lo đi xin mời.